Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già là phải thận trọng với con mình. Quý vị thân mến, con cái lớn lên, nhiều kiến thức hơn, chúng dần thiếu kiên nhẫn và xem thường cha mẹ, khiến họ trở thành một con nhím thận trọng. Một độc giả đã gửi đến câu chuyện của mình: "Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh. Mẹ nhờ tôi dạy cách sử dụng. Tôi đã chỉ cho bà cách tải các ứng dụng, sau đó bật máy tính lên để chuẩn bị làm việc. Thế rồi mẹ vào, bà lại hỏi về một phần mềm mới. Lát sau, khi tôi đang xoay sở với đống việc, bà ở bếp than thở giọng ra rằng bà không thể dùng được chiếc máy mới. Dòng ý tưởng công việc bị cắt ngang khiến tôi bực dọc. Tôi chạy vào bếp và gắt lên với mẹ. Bà ngước lên nhìn tôi khổ sở: "Hay là thôi, mẹ vẫn dùng điện thoại cũ. Tùy mẹ, mẹ muốn thế nào cũng được." Tôi sốt ruột bước ra ngoài, để mẹ một mình với cái điện thoại đời mới. Đêm khuya hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ: "Con à, mẹ đã già. Mẹ quên nhanh điều người khác nói. Mẹ cũng không nhớ cả điều mẹ đã nói. Lúc nấu cơm, có khi mẹ quên cả cắm phích. Con có thể kiên nhẫn hơn với mẹ không?" Những dòng mẹ viết làm mắt tôi ướt nhòe. Tôi biết mẹ không dám nói chuyện trực tiếp với tôi nên đã nhắn tin. Tôi dằn vặt mình, giá có thể kiên nhẫn hơn một chút nữa. Những ngày sau đó, mẹ không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự bà đã mày mò, tìm hiểu cách tải ứng dụng. Độc giả bày tỏ: "Anh biết mẹ anh đã tổn thương." Anh chia sẻ: "Điều đáng buồn nhất không phải là thái độ của tôi, mà là thông điệp tôi đã truyền tải qua thái độ ấy. Nó nhắn nhủ với mẹ lại rằng mẹ đã già rồi và đang dần trở nên vô dụng." Giờ đây, khi bình tĩnh nhìn lại, anh cảm thấy day dứt vì đã để lại những vết sẹo trong lòng đấng sinh thành. Nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ khi họ già đi chính là buộc phải trở nên thận trọng hơn với con mình. Thuở ấu thơ, trong mắt trẻ, mẹ cha là người biết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi che chở, mang lại bình yên cho đứa con. Nhưng có một ngày, những ngọn núi ấy không còn sừng sững nữa. Đó là khi bố mẹ về già. Họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con. Lý do đơn giản, tuổi tác khiến họ dễ tổn thương hơn. Đó còn là vì con cái dần thay đổi, trở nên thiếu kiên nhẫn, nhiều kiến thức hơn và dần xem thường người cha, mẹ. Điều đó biến cha mẹ thành một con nhím thận trọng. Bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc Gia Đình Hạnh Phúc từng lấy đi nước mắt của nhiều người vì những thông điệp mà nó mang lại. Nội dung phim xoay quanh một thanh niên giỏi giang, là bác sĩ của một viện lớn. Tuy nhiên anh không thăng tiến được vì nhiều đồng nghiệp khác có gia đình bề thế, địa vị hơn. Một ngày, trong nỗi thất vọng vì mất đi vị trí tiềm năng, anh về nhà trách cứ bố mình: "Bố mỗi ngày cứ hỏi con có đói không. Bố chỉ lo được cho con chuyện đói, no, không thể nào lo cho con được sự nghiệp." Lời phàn nàn của đứa con làm người bố trống rỗng, đau khổ. Ông nói là bố sai rồi, là bố không có khả năng đem lại cho con những điều tốt đẹp hơn. Sự đồng hành của cha mẹ trong mọi giai đoạn cuộc đời của con giống như một bức tường ngăn giữa con và thần chết. Bất kể là lên 3, lên 5, hay 40, 60, bạn luôn cảm thấy cái chết ở rất xa chúng ta khi cha mẹ còn ở bên. Tuy nhiên, khi đấng sinh thành về với cát bụi, những cảm xúc sẽ hoàn toàn thay đổi. Người con cảm thấy mình đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời,
thấu hiểu rõ nỗi đau mất mát bởi sự mong manh của đời sống. Họ trở nên già dặn hơn, cô độc hơn và yếu đuối hơn khi thiếu đi chỗ dựa quan trọng. Đó là lúc con cái hiểu được giá trị trọn vẹn của cha mẹ mình. Để tránh làm bố mẹ tổn thương, con đừng đổ lỗi cho sự bất tài của cha mẹ. Bạn có thể trách bố mẹ không có khả năng đem lại điều bạn muốn, nhưng đừng quên rằng họ đã trao cho bạn khả năng. Việc bạn đạt được điều bạn muốn hay không, một phần lớn phụ thuộc vào năng lực của chính mình. Phàn nàn về những phàn nàn của cha mẹ. Lời phàn nàn có thể khiến bạn bực dọc, nhưng họ làm vậy vì thực lòng yêu thương và mong muốn bạn tốt đẹp hơn. Cao có về sự chậm trễ của cha mẹ. Khi còn nhỏ, chúng ta dựa vào cha mẹ để bước đi. Giờ bố mẹ đã già, phải dựa vào con cái để di chuyển. Mỗi khi họ chậm chạp, lề mề, hãy nhớ về thuở ban sơ của mình. Bạn cũng không khác gì như vậy. Ghét bỏ khi bố mẹ ốm. Sinh lão bệnh tử, con người không ai thoát khỏi quy luật tự nhiên ấy. Khi cha mẹ còn trẻ, họ chăm sóc bạn từng tí, bên bạn khi bạn ốm đau. Lúc họ về già, đây là lúc quay lại dòng tuần hoàn ấy. Quý vị thân mến, thêm một câu chuyện về người già khao khát được yêu thương, để ta có thể đồng cảm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Bất kỳ ở một độ tuổi nào, người ta cũng thèm khát được yêu thương, được bầu bạn. Vì vậy chẳng có gì lạ nếu người cao tuổi thèm được yêu thương, sẻ chia. Tuổi già là những chuỗi ngày cô đơn. Ở nhiều nơi, việc con cái phân chia theo kiểu mỗi người nuôi cha mẹ vài tháng hay thuê đến các dịch vụ chăm sóc người già ngày càng xảy ra phổ biến và nhiều. Khi hiện nay nước ta đang có nguy cơ đối với mặt với tốc độ già dân số tăng một cách chóng mặt. Đó là đối với những gia đình có kinh tế, còn với những gia đình không mấy dư giả thì thường bỏ mặc cha mẹ tuổi già với bốn bức tường cô quạnh khi quá bận mãi với công việc trong cuộc sống. Lúc này, họ ít quan tâm tới bố mẹ mình và đôi khi còn nghĩ bố mẹ già là gánh nặng nên mới dẫn tới cảnh người già bị hắt hủi, con cháu bỏ mặc, thậm chí là chửi rủa. Trong hoàn cảnh này, người già rất dễ bị trầm cảm, lâu ngày có thể bị điên, trở nên ít nói, không nhận ra người thân vì u uất bởi cuộc sống hiện tại. Trên thế giới, tỷ lệ người già chết trong cô đơn ngày càng cao. Điều đáng buồn hơn là họ thường chết ở đầu đường, xó chợ, những ngôi nhà hoang. Thậm chí đến lúc chết đi rồi, những thi thể ấy vẫn không có người thân tới nhận, buộc chính quyền phải chôn họ dưới những nấm mồ không tên. Mặc dù tình trạng này chưa xảy ra quá nhiều ở nước ta, nhưng hình ảnh người già sống một mình trong những ngôi nhà vắng tiếng người, ít được quan tâm, chăm sóc lại xảy ra khá nhiều và phổ biến, đặc biệt ở các thành phố lớn. Người già họ cũng cần có tình yêu, cần có sự đồng cảm, sẽ chia những thay đổi tâm sinh lý ở người cao tuổi mà con trẻ không thể hiểu. Những mong muốn của người cao tuổi có thể không phải vì đời sống tình dục như mọi người vẫn nói, mà đơn giản họ chỉ muốn tìm một sự đồng cảm, sự chia sẻ những ngày cuối đời. Con cái rồi cũng có cuộc sống riêng, cũng phải làm kinh tế, còn mấy thời gian tâm sự trò chuyện. Người già họ đã dành cả đời vì con, vì cháu thì cũng đến lúc để họ có một khoảng trời riêng. Tình yêu ở tuổi già cũng giống như còn trẻ. Họ cũng khao khát được nhớ, được trò chuyện, và có lẽ ông lão ở câu chuyện trên cũng thèm một tình yêu đơn giản như thế. Câu chuyện về người già khao khát được yêu thương đã làm thức tỉnh nhiều phận làm con về cách đối nhân xử thế và hiểu biết hơn về những tâm sinh lý thay đổi khi về già. Giá như các con cụ trong câu chuyện trên rộng lòng hơn một chút mà suy xét thì chắc rằng họ sẽ đồng cảm được với những mong ước của ba mình.
Cha đã dành cả cuộc đời mình cho con, nhưng không có nghĩa là cha không có mưu cầu hạnh phúc. Có lẽ câu nói con chăm cha không bằng bà chăm ông đã phát huy đúng ngữ nghĩa của nó, nhưng tôi còn cho rằng ông cụ trong câu chuyện trên không tự tử vì bị phản đối tình duyên, mà có lẽ cụ đã quá đau lòng vì sự vô tâm vô tình của những đứa con. Hóa ra chỉ có cha mẹ là yêu thương con vô điều kiện, còn con cái cuối cùng chỉ nghĩ đến cảm xúc, đến sĩ diện của bản thân mình với xã hội. Khi về già, người già cần nhất là sự quan tâm của con cháu. Sự quan tâm là liều thuốc hữu hiệu cho người già. Thực tế, chứng trầm cảm và điên của người già cô đơn có thể được cải thiện bằng những can thiệp mang tính cộng đồng, chứ không cần dùng một loại thuốc hay phương pháp chữa trị nào khác. Khi được người thân trong gia đình thường xuyên quan tâm hỏi han, tích cực cho người già tham gia các hoạt động tập thể mang tính phong trào, rèn luyện sức khỏe, thì tâm lý của người già ắt trở nên thoải mái. Đây cũng chính là một trong những bí quyết sống vui khỏe có ích cho người cao tuổi. Nếu có thể, nên để người cao tuổi tiếp tục làm việc hoặc tổ chức học thêm để bổ sung kỹ năng mềm, tăng khả năng giúp đỡ con cháu. Gia đình cũng nên chuẩn bị cho người cao tuổi một chế độ ăn uống hợp lý, ngon miệng, dễ tiêu và không cần kiêng khem quá mức để đảm bảo một sức khỏe tốt, phòng tránh được những căn bệnh tuổi già. Những người cao tuổi mắc bệnh ảo giác dễ sợ hãi, kích động, lo âu, thậm chí quan tưởng rất nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy không nên để họ sống cô đơn, một mình. Khi về già, người cao tuổi phải uống nhiều loại thuốc do mắc nhiều bệnh, nên đôi khi khiến người già đối mặt với các bệnh lý người cao tuổi như trầm cảm, ít nói, cáu gắt, nói nhiều. Ngoài việc được người thân thường xuyên quan tâm, bản thân người già cũng cần biết chấp nhận, hiểu quy luật tuổi già, tránh các hoạt động thái quá, tăng cường các hoạt động nhẹ nhàng, tránh thụ động ngồi không, biết tìm niềm vui trong các chuyện đơn giản. Người già cũng không nên căng thẳng và áp lực quá khi đối mặt với tuổi già, vì thực chất tuổi già không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần giữ được đầu óc thoải mái, vui vẻ là cuộc sống của người già đã trở nên thú vị hơn rất nhiều. Quý vị thân mến, một câu chuyện của người cao tuổi và những ước mơ. Những ước mơ tuổi hưu gần gũi, giản dị, không còn là những khát vọng lớn lao, tung hoành năm châu bốn bể như thường được nhắc đến khi con người đang ở độ thanh xuân. Mơ ước ở độ tuổi quá nửa cuộc đời được gói trọn trong những mong muốn vô cùng gần gũi. Cứ mỗi 6 giờ sáng hàng ngày tại con đường ven kênh Nhiêu Lộc thì nghe đoạn cầu Lê Văn Sĩ thành phố Hồ Chí Minh luôn có nhóm các cô chú về hưu đều đặn tập dưỡng sinh. Sau khoảng 1 giờ tập luyện, mọi người thường dành thêm một chút thời gian buổi sáng để cà phê và trò chuyện cùng nhau về con cái, gia đình và cả những ước mơ của mình. Chú Bảo 60 tuổi luôn gây ấn tượng cho các thành viên trong hội về những câu chuyện ngao du thời trai trẻ, khi chú rong ruổi lang thang khắp Việt Nam để chụp ảnh phong cảnh. Thế mà mãi cho tới năm nay, khi bắt đầu nghỉ hưu, chú mới hoàn thành được ước mơ đưa bà xã ra Đà Nẵng để đi cáp treo lên Bà Nà cho biết và chụp cho cô một bộ ảnh thật đẹp để kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Hay câu chuyện của dì Lành, năm nay đã 58 tuổi, hiện đang làm chủ một quán chay nhỏ. Đều đặn hàng tháng dì vẫn cùng bạn bè tổ chức phát cơm từ thiện tại các bệnh viện. Dì kể, cuộc sống trước kia nhiều lo toan, bận con cái và công việc tại cơ quan hành chính. Bây giờ con cái đã ổn, dì lại được thực hiện đam mê nấu món chay và chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện của chú Bảo hay dì Lành cho thấy khi bước vào tuổi hưu, gánh nặng cuộc sống, gia đình, con cái đã dời bớt phần nào. Đó chính là độ tuổi vàng để thực hiện những ước mơ mà trước đó họ ít có cơ hội thực hiện.
nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện bởi các vấn đề tuổi tác, sức khỏe lẫn tài chính. Thực hiện ước mơ tuổi hưu cũng cần có bí quyết. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh khi lớn tuổi, tác động của quá trình lão hóa càng rõ rệt hơn, khiến chức năng của hệ tiêu hóa giảm, sức nhai yếu. Do đó, trong các bữa ăn người cao tuổi chỉ nên sử dụng các loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng mà dễ hấp thu như cá, trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc. Đời sống tinh thần phong phú, ngay sau khi về hưu, hãy tham gia các hoạt động đi bộ, tập dưỡng sinh, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dành riêng cho người cao tuổi tại địa phương. Tránh việc ngồi nhà quá nhiều sẽ dễ tạo không khí tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý. Kế hoạch tài chính vững vàng. Việc lên kế hoạch tài chính và thực hiện một cách có kiểm soát sẽ giúp cuộc sống khi bước vào hưu trí ổn định và bền vững. Từ đó việc hiện thực hóa những mơ ước cũng dễ dàng hơn. Theo các chuyên gia, người lớn tuổi không nhất thiết phải sở hữu một số tiền lớn, song việc chuẩn bị trước một khoản dự phòng sẽ thực sự hữu ích khi có biến cố bất ngờ xảy đến. Thay vì chọn các kênh đầu tư cần nhiều kiến thức chuyên sâu về tài chính hoặc đòi hỏi số vốn lớn, đa số người sắp bước vào tuổi cao niên thường chọn lựa một kế hoạch bảo hiểm phù hợp với khả năng và nhu cầu của mình, để vừa được đảm bảo tài chính trước các rủi ro khó lường trong cuộc sống, vừa sở hữu nhiều quyền lợi bảo vệ sức khỏe. Kênh Sức Khỏe Cổ Xưa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã chọn xem video. Quý vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những điều hay khác mọi người nhé.